có duyên biết mệnh, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trúng lớn liên tiếp, tiền về tới tấp, đổi giận vào nước két từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Xin chào quý vị khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị tuổi Giáp Dần 1974, xin chúc mừng vì thời khắc hoàng kim của quý vị sắp đến. Theo lời tiên tri mới nhất, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025, vận tài lộc của quý vị sẽ bùng nổ với những cơ hội cực kỳ hiếm có trong cuộc đời. Tiền bạc của cải sẽ ùn ùn đổ về, giúp quý vị thoát khỏi mọi lo toan và khó khăn trong quá khứ. Đây là một hiện tượng độc nhất vô nhị, chỉ xuất hiện trong 100 năm một lần. Và đúng khoảng thời gian từ nay đến Tết Nguyên Đán, trên bầu trời sẽ xuất hiện dị tượng đổi vận, nhờ sự tác động của các cát tinh và hung tinh. Tuổi Giáp Dần sẽ được chiếu sáng bởi những ngôi sao may mắn, mở ra thời điểm tài lộc dồi dào chưa từng thấy. Chúng ta đều biết trong cuộc sống, tài lộc chi phối rất nhiều khía cạnh, từ công việc, gia đình đến mối quan hệ xã hội. Có người cả đời lăn lộn vẫn nghèo khó, nhưng cũng có người thanh thản mà giàu sang. Tất cả không phải là ngẫu nhiên mà do vận mệnh xoay chuyển và vũ trụ đang chuẩn bị ban phát vận may cho những ai xứng đáng. Chính vì thế, thời điểm này là cơ hội quý giá để quý vị bứt phá, trả sạch nợ nần, mua nhà tậu xe và chuẩn bị một cái Tết sung túc, viên mãn. Vậy thiên cơ đổi vận sẽ diễn ra thế nào? Vận mệnh của tuổi Giáp Dần sẽ thăng hoa ra sao? Hãy cùng đón xem chi tiết ngay sau đây. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quý giá nào về vận mệnh và tài lộc của quý vị nhé. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974. Giáp Dần là người rất đạo đức và ngay thẳng. Họ có nguyên tắc sống của riêng mình, luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của họ tốt và họ luôn tự tin trong công việc. Năng lượng mộc kép, Dần và Giáp đều thuộc hành mộc, khiến cho những người tuổi Giáp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi chuyện, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Người sinh năm 1974 khá dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy. Thay vào đó họ hiểu cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác để tiến nhanh hơn. Chính vì thế họ có rất nhiều người ủng hộ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ngoài ra thì Giáp Dần cũng là những người rất hào phóng, họ luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình. Có thể nói họ chính là người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như những tuổi Dần còn lại mà luôn biết cách giải quyết các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Giáp Dần sinh năm 1974, mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ quả, con nhà hắc đế, phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Đoán xem số mạng Giáp Dần, đại khê mạng thủy nước sông chảy hoài, số tuổi lúc nhỏ gian nan, có lúc bệnh tật khóc hoài khó nuôi, lớn lên làm có của kho, có rồi lại hết sớm đầy tối dơi, số này phải chọn phương xa, lập nên cơ nghiệp vậy mà mới yên, nhân duyên trắc trở buổi đầu, về sau mới được an hòa gia môn. Trung vận phát đạt giàu sang, cũng nhờ hồng phước của trời ban cho, nhưng nhà chẳng đặng yên vui, trở về vận cuối gia môn đắc thành. Cuộc sống, tuổi Giáp Dần cuộc đời có nhiều may mắn sống trong sự thanh thản của cuộc sống hiện tại, tuy tuổi nhỏ cũng có lao đao nhưng rất ít. Tóm lại, tuổi Giáp Dần rất tốt, ít khi khổ cực về xác thể cũng như về tâm trí. Tuổi Giáp Dần không có nhiều khổ cực lắm. Số hưởng thọ trung bình khoảng từ 52 đến 58 tuổi, nhưng nếu biết tu thân, làm phước đức thì được gia tăng niên kỷ. Gia đạo, công danh, gia đạo cũng không được hoàn toàn êm ấm, hay có những bất đồng ý kiến, và có thể yên vui bắt đầu từ 47 tuổi trở đi, con cháu yên hòa và có phần phát triển về cơ nghiệp. Công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau phải trở xuống đến mức độ trung bình. Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi. Tiền bạc vẫn ở trong một mức độ không cao lắm, có thể nói rằng dư giả mà không có sự thiếu hụt, nếu có chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi. Những tuổi hợp làm ăn, những tuổi mà Giáp Dần rất trùng hợp nhất cho sự làm ăn cũng như về duyên phận là những tuổi Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi. Những tuổi này bạn có thể hùng hạp làm ăn mau tấn phát. Lựa chọn vợ, chồng, tuổi Giáp Dần nếu kết duyên nhằm những tuổi này sẽ sống một cuộc đời cao sang quyền quý. Đó là những tuổi Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Tuất, Nhâm Tý, Tân Hợi. Kết duyên với những tuổi này có số hạp làm ăn đặng khá mau phát đạt.
kết hôn với những tuổi này chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là Giáp Dần kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Canh Tuất, Giáp Tý. Kết duyên với những tuổi này thì nghèo khổ làm ăn khó khăn. Đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Sửu. Những năm này tuổi Giáp Dần rất kỵ không nên cưới vợ vì sẽ sanh ra cảnh xa vắng phòng không. Đó là những năm 20, 24, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Sanh vào những tháng này tuổi Giáp Dần có rất nhiều vợ. Đó là sinh vào những tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch, có số lưu thê hay đau không về đàn bà. Những tuổi đại kỵ, những tuổi này rất đại kỵ trong việc hùng hạp làm ăn hay kết duyên. Đó là những tuổi Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu. Khi gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Dần phải xa lánh ngay, phải xem sao hạn của mình mà cúng cho đúng ngày, nhắm cho đúng hướng, phải đầy đủ hoa quả, gian giái và khấn nguyện, và không nên làm những điều có tính cách ác đức, nhất là nhân tâm thì sẽ được giải hạn ngay. Những năm khó khăn nhất, tuổi Giáp Dần có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, bệnh hoạn hay nhiều thất bại. Đó là những năm ở vào số tuổi 25, 28, 34, 38 và 42 tuổi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Giáp Dần chỉ có thể được may mắn nếu xuất hành đúng vào những ngày giờ này. Ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ, chẳng những không sợ thất bại mà còn có nhiều may mắn về phần tài lộc. Kính chào quý vị khán giả thân thương của kênh Minh Đường Tử Vi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi của tuổi Giáp Dần 1974, từ bây giờ cho đến cuối năm 2024 và những gì chờ đón trong năm 2025. Nhìn lại hành trình của tuổi Giáp Dần trong năm 2024, đây quả là một năm đầy sóng gió và thách thức đối với nhiều người. Những khó khăn đã xuất hiện ngay từ đầu năm và không dễ dàng để vượt qua. Từ công việc đến tài chính, mọi thứ đều yêu cầu một sự kiên nhẫn, bền bỉ và nỗ lực vượt bậc. Có thể quý vị đã cảm thấy như mình đang đi ngược dòng nước khi mà mọi kế hoạch và dự định bị chững lại hoặc gặp nhiều trắc trở. Đây là thời gian mà người tuổi Giáp Dần phải trải qua những thử thách không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần. Những vấn đề về sức khỏe cũng là điều cần lưu ý. Dù quý vị vốn có một tinh thần thép, sức mạnh thể chất vững vàng, nhưng với áp lực từ công việc và cuộc sống, đôi khi cơ thể cũng báo động. Đặc biệt, những tháng giữa năm, không ít người tuổi Giáp Dần đã phải đối mặt với sự mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, và điều này ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn thể chất. Gia đạo, một góc rất quan trọng trong đời sống của tuổi Giáp Dần, cũng gặp phải những bất đồng nhỏ. Điều này có thể đến từ những khác biệt trong suy nghĩ, mong muốn giữa các thành viên trong gia đình hoặc do áp lực cuộc sống làm tình cảm gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với bản tính cương trực nhưng cũng đầy trách nhiệm, quý vị luôn tìm cách để gìn giữ sự hòa thuận, và đa số các vấn đề đều được giải quyết nhờ vào sự kiên nhẫn, lắng nghe. Mặc dù vậy, điều đáng mừng là từ bây giờ cho đến cuối năm, vận trình của quý vị sẽ dần khởi sắc. Sau những ngày tháng khó khăn, đây là thời điểm mà vận may sẽ bắt đầu tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Những nỗ lực mà quý vị đã bỏ ra trong suốt thời gian qua dù có thể chưa mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng từ nay đến cuối năm, những thành quả xứng đáng sẽ đến, công việc bắt đầu trôi chảy hơn, tài chính có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng. Đặc biệt, đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây là cơ hội để mở rộng hoặc khai thác những dự án mới, đón nhận những cơ hội mà trước đây chưa từng có. Giáp Dần 1974 là tuổi mang trong mình tính cách kiên cường và không ngại khó khăn, và điều này sẽ giúp quý vị tỏa sáng trong những tháng cuối cùng của năm 2024. Sự bền bỉ, khả năng nắm bắt thời cơ đúng lúc sẽ mang lại cho quý vị tài lộc, vận may lớn trong sự nghiệp. Hãy nhớ rằng, đây không phải là thời gian để nghỉ ngơi mà là lúc để quý vị khẳng định bản thân, chuẩn bị bước vào năm 2025 với tinh thần mới, đầy tự tin và khí thế. Năm 2025 theo dự đoán sẽ là một năm đầy khởi sắc với vận thế bùng nổ. Quý vị không chỉ có cơ hội nâng cao sự nghiệp mà còn đón nhận tài lộc viên mãn. Đặc biệt, những khó khăn của năm 2024 sẽ trở thành động lực, là nền tảng vững chắc để quý vị đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Hãy chuẩn bị tâm thế để chào đón một năm mới an lành, đầy thịnh vượng. Nhìn về phía trước, tương lai của tuổi Giáp Dần đang mở ra nhiều cơ hội hứa hẹn, đặc biệt sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Giữ vững sức khỏe, tinh thần lạc quan sẽ giúp quý vị đón nhận những điều tốt lành trong thời gian sắp tới. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024,
bứt phá mạnh mẽ sau thử thách. Kính thưa quý vị, những ai sinh năm Giáp Dần 1974 vốn nổi danh là những con người với tinh thần kiên cường, không dễ khuất phục trước khó khăn. Từ trước đến nay, cuộc đời quý vị là minh chứng sống động cho sự bền bỉ, luôn biết cách vươn lên và vượt qua mọi trở ngại. Và trong năm 2024, dù rằng các thử thách đã xuất hiện từ những tháng đầu năm, nhưng điều quan trọng hơn hết là quý vị không hề chùn bước, vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu bằng cả tâm huyết và nỗ lực không ngừng. Giờ đây, khi chúng ta bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024, vận trình sự nghiệp của quý vị bắt đầu có những chuyển biến lớn lao, mở ra những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Sau một năm đầy sóng gió, đây chính là lúc quý vị sẽ thấy được kết quả của sự kiên trì mà mình đã đầu tư. Những cơ hội bứt phá đang ở rất gần, chỉ cần biết nắm bắt, tuổi Giáp Dần hoàn toàn có thể tạo nên những thành tựu rực rỡ. Sự hỗ trợ từ quý nhân và cơ hội bứt phá. Cuối năm 2024, quý vị sẽ thấy mình như được quý nhân phù trợ, với vận may bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, những vấn đề mà trước đây dường như khó giải quyết, những dự án bị đình trệ hoặc những kế hoạch chưa thể hoàn thành, bây giờ sẽ dần được tháo gỡ một cách thuận lợi. Đối với những ai từng cảm thấy mọi thứ chững lại hoặc đi vào ngõ cụt, đây là thời điểm để quý vị xoay chuyển tình thế. Không những vậy, tài năng và sự nhạy bén của quý vị cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thách thức thành cơ hội. Sự linh hoạt trong cách xử lý công việc cùng với tầm nhìn xa trông rộng sẽ giúp quý vị đón đầu vận may, biến mọi khó khăn thành những bước đệm để đạt được thành công lớn hơn. Thời điểm khẳng định bản lĩnh quản lý và tư duy chiến lược. Đối với những quý vị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, đây chính là lúc để quý vị chứng tỏ khả năng quản lý và tư duy chiến lược của mình. Vận khí đang lên cao, đồng nghĩa với việc cơ hội mở rộng công việc hoặc khởi đầu những dự án mới đang trong tầm tay. Những quyết định sáng suốt và quả cảm vào thời điểm này sẽ giúp quý vị gặt hái được thành quả đáng mong đợi. Quý vị sẽ nhận thấy rằng mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra những kết nối cần thiết để công việc được suôn sẻ. Nhân duyên tốt đẹp sẽ mang lại những đối tác, đồng nghiệp hoặc khách hàng mới, từ đó thúc đẩy sự nghiệp của quý vị phát triển không ngừng. Cơ hội đầu tư và mở rộng quy mô công việc, với sự quý nhân phù trợ và sự may mắn tăng cao, cuối năm 2024 là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét các cơ hội đầu tư mới. Đối với những ai đã có sẵn những dự án đang tiến hành, đây là lúc để đẩy mạnh và tận dụng cơ hội để mở rộng quy mô công việc. Những quyết định táo bạo, dám nghĩ dám làm vào thời điểm này sẽ mở ra cánh cửa thành công cho năm 2025. Nếu quý vị đang tìm kiếm dự án đầu tư mới hoặc đang có ý định mở rộng thị trường, hãy linh hoạt và tận dụng tối đa mối quan hệ sẵn có. Đây là giai đoạn lý tưởng để mở rộng hợp tác, ký kết các hợp đồng lớn hoặc thực hiện những giao dịch tài chính quan trọng. Sự quyết đoán và khả năng nắm bắt thời cơ sẽ giúp quý vị tạo ra những đột phá lớn không chỉ cho sự nghiệp hiện tại mà còn cho tương lai. Bước chuyển biến để chuẩn bị cho năm 2025. Cuối năm 2024 không chỉ là thời điểm quan trọng để khép lại một năm nhiều biến động, mà còn là giai đoạn để quý vị chuẩn bị bước vào năm mới với sự tự tin và tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tháng cuối năm sẽ là nền tảng để quý vị xây dựng kế hoạch cho năm 2025, một năm đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội phát triển vượt trội. Hãy luôn giữ vững tâm thế sẵn sàng và nhớ rằng, thành công không đến từ may mắn mà từ sự bền bỉ và khả năng thích ứng của quý vị trước mọi thay đổi. Khi quý vị đã vượt qua những khó khăn, sự nghiệp và tài lộc sẽ tiếp tục tăng trưởng, giúp quý vị khẳng định được vị thế của mình trong công việc và cuộc sống. Phương diện tài lộc, tài vận bùng nổ, cơ hội thịnh vượng. Kính thưa quý vị, về phương diện tài lộc cuối năm 2024, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ cho tuổi Giáp Dần 1974, sau một năm đầy thử thách, vận may tài chính của quý vị bắt đầu tăng trưởng rõ rệt, mang lại những cơ hội vàng để thu hút tài lộc và gia tăng sự thịnh vượng. Không chỉ là những dấu hiệu tích cực, mà đây còn là thời điểm mà tài vận của quý vị sẽ thực sự bùng nổ. Đặc biệt trong tháng 11 và 12 âm lịch, hai tháng này được coi là đỉnh cao trong năm về mặt tài chính. Khi thần tài như đứng về phía quý vị, mang đến những cơ hội bất ngờ và lợi nhuận khổng lồ từ những dự án đầu tư mà quý vị đã thực hiện từ trước. Đây không phải là những may mắn nhất thời, mà là thành quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng và cuối cùng đã đến lúc quý vị gặt hái trái ngọt. Dồi dào tài lộc từ các dự án và đầu tư trước đây.
đối với những ai đã có sẵn các dự án đầu tư hoặc kinh doanh từ trước, đây là thời điểm mà quý vị sẽ thấy tài lộc đổ về dồn dập. Những dự án tưởng chừng như chững lại hoặc chưa thể thu hoạch sẽ bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Lợi nhuận không chỉ tăng mạnh mà còn mang lại cho quý vị cảm giác an toàn, vững tin vào những quyết định tài chính đã đưa ra. Những khoản đầu tư dài hạn trước đây, dù ở lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu hay kinh doanh sản xuất đều bắt đầu sinh lời vượt trội. Tháng 11 và 12 là hai tháng mà dòng tiền liên tục chảy vào túi quý vị, giúp quý vị không chỉ ổn định về tài chính mà còn có cơ hội tích lũy và mở rộng đầu tư. Thời điểm lý tưởng để mở rộng kinh doanh và đầu tư mới. Đối với những quý vị đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh hoặc có ý định tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, cuối năm 2024 sẽ là thời điểm vàng để hành động. Với vận khí tài chính đang lên cao, đây là lúc để quý vị mạnh dạn tiến bước, không chỉ giữ vững sự nghiệp hiện tại mà còn phát triển hơn nữa. Quý vị sẽ nhận thấy rằng cơ hội đầu tư ở nhiều lĩnh vực đang mở ra trước mắt và nếu biết tận dụng, quý vị có thể tăng trưởng tài sản một cách đáng kể. Đặc biệt, thần tài gõ cửa, mang lại những lợi nhuận bất ngờ, những giao dịch tài chính lớn, những quyết định đầu tư quan trọng sẽ mang lại lợi nhuận tức thì và mở ra những cơ hội lâu dài cho tương lai. Đối với người làm ăn, đây là lúc để đẩy mạnh các mối quan hệ kinh doanh, ký kết những hợp đồng mới hoặc thậm chí là thương thảo những dự án hợp tác lớn. Sự quyết đoán trong thời điểm này sẽ là chìa khóa giúp quý vị mở rộng quy mô công việc, đồng thời thu hút thêm nhiều nguồn tài chính. Không chỉ dừng lại ở mức lợi nhuận nhỏ, mà các dự án này có khả năng kéo dài sự thịnh vượng trong tương lai, tạo nền móng vững chắc cho năm 2025 và xa hơn nữa. Chiến lược tiết kiệm và quản lý tài chính cho tương lai. Bên cạnh việc đón nhận tài lộc, đây cũng là thời điểm để quý vị xây dựng một chiến lược tài chính bền vững. Khi dòng tiền bắt đầu dồi dào, quý vị cần thận trọng trong việc sử dụng tài chính, tránh tiêu xài hoang phí, dù vận tài lộc đang lên cao. Nhưng sự quản lý khôn ngoan sẽ giúp quý vị tạo nên nền tảng vững chắc cho những kế hoạch dài hạn trong năm 2025. Tiết kiệm và lên kế hoạch tài chính cho tương lai là một phần không thể thiếu. Để bảo đảm rằng sự giàu có của quý vị không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn duy trì và phát triển trong những năm tiếp theo. Quý vị có thể dành thời gian cuối năm để tái cơ cấu tài sản, xem xét lại những khoản đầu tư tiềm năng và lập ra những mục tiêu tài chính cụ thể cho năm mới. Hãy xem đây là lúc để tích lũy cho những kế hoạch lớn hơn, từ việc đầu tư thêm vào các lĩnh vực có tiềm năng, cho đến việc chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án kinh doanh dài hạn. Sự cẩn trọng trong quản lý tài chính không chỉ giúp quý vị giữ vững tài sản, mà còn bảo đảm cho sự phát triển ổn định và lâu dài. Kết luận, tận dụng cơ hội tài lộc để vươn tới thành công. Nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần 1974 trong những tháng cuối năm 2024 sẽ thực sự bùng nổ với những bước tiến vượt bậc, từ các khoản đầu tư trước đây đến những cơ hội mới. Tất cả đều đang mang lại sự thịnh vượng cho quý vị. Đừng bỏ lỡ thời điểm vàng này để nắm bắt vận may và tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Với sự nhạy bén và quyết đoán, quý vị hoàn toàn có thể vươn tới thành công lớn hơn nữa trong năm 2025. Phương diện sức khỏe. Về mặt sức khỏe, những tháng cuối năm của tuổi Giáp Dần nhìn chung là khá ổn định, nhưng không vì thế mà quý vị nên lơ là. Dù có sức khỏe tốt, quý vị cũng cần chú ý đến việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Đặc biệt, người tuổi Giáp Dần cần lưu ý đến hệ xương khớp và tim mạch, vì đây là những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và căng thẳng. Việc dành thời gian để thư giãn, tránh áp lực công việc cùng với việc tập luyện nhẹ nhàng như yoga, đi bộ sẽ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe lâu dài. Thêm vào đó, duy trì chế độ ăn uống cân đối, giàu chất xơ và vitamin sẽ giúp cải thiện thể lực, tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, hãy quan tâm đến tinh thần của mình, căng thẳng, lo lắng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng suy giảm sức khỏe. Thời gian cuối năm, khi công việc và tài chính ổn định hơn, quý vị hãy cho mình những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn cùng gia đình hoặc tận hưởng những sở thích cá nhân để cân bằng cuộc sống. Phương diện tình cảm gia đạo. Nói về gia đạo, tuổi Giáp Dần cuối năm 2024 sẽ được hưởng sự an yên và hòa thuận nhờ vào sự khéo léo và lắng nghe. Những bất đồng trong gia đình nếu có sẽ nhanh chóng được giải quyết, mang lại bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các thành viên sẽ trở thành nền tảng để gia đình luôn hạnh phúc và gắn kết, con cháu đạt được nhiều thành tựu, mang lại niềm tự hào và niềm vui cho cả gia đình. Đối với người tuổi Giáp Dần, gia đình luôn giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời. Vì vậy, dù bận rộn với công việc, quý vị cũng đừng quên dành thời gian để chăm sóc người thân, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình. Tóm lại, cuối năm 2024 sẽ là một giai đoạn quan trọng, đầy hứa hẹn cho tuổi Giáp Dần. Sự nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ, tài lộc thăng tiến và gia đình yên ấm. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những niềm vui và thành công không ngờ tới trong những tháng cuối năm này. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, những tháng cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn đầy sự biến chuyển và cơ hội đối với tuổi Giáp Dần 1974. Mỗi tháng sẽ mang đến những diễn biến riêng biệt, từ sự may mắn nhỏ nhoi đến những bùng nổ về tài lộc và sự nghiệp. Hãy cùng đi sâu vào dự đoán tử vi của từng tháng để nắm bắt rõ hơn các cơ hội và thách thức chờ đón quý vị. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Bước sang tháng 10 âm lịch, tài vận của quý vị sẽ bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Đây là tháng mà thần tài ban lộc, mang lại nhiều cơ hội may mắn trong lĩnh vực tài chính. Quý vị sẽ cảm nhận được dòng tiền dồi dào chảy về, đặc biệt là đối với những ai đã có sẵn các dự án đầu tư từ trước. Lợi nhuận từ những khoản đầu tư dài hạn sẽ mang lại cho quý vị niềm vui bất ngờ. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để mạnh dạn thực hiện những kế hoạch lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu quý vị đang có ý định triển khai các dự án mới hoặc mở rộng công việc hiện tại, thì đây chính là thời cơ vàng để hành động. Tài chính sẽ nở rộ, những giao dịch tài chính lớn trong tháng này sẽ mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra, tháng 10 âm lịch còn là thời điểm mà quan hệ xã giao của quý vị cùng phát triển mạnh mẽ. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp quý vị tiến xa hơn trong sự nghiệp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch sẽ là một tháng mà quý vị cảm nhận rõ rệt sự phù hộ của ơn trên. Tất cả những dự định, kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ và đúng như mong đợi. Trong công việc, quý vị sẽ thấy mình được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đây là thời gian lý tưởng để quý vị đẩy mạnh công việc kinh doanh hoặc thậm chí là mở rộng quy mô. Tháng này còn đánh dấu vận tài lộc thăng hoa, tài lộc ùn ùn kéo về. Những cơ hội tài chính lớn xuất hiện giúp quý vị có cơ hội kiếm được nguồn thu nhập cao hơn bình thường. Đây cũng là lúc để quý vị bắt tay vào thực hiện những ý tưởng lớn đã ấp ủ từ lâu. Vì vận thế đang lên cao, may mắn luôn đồng hành. Tuy nhiên, trong tháng này, quý vị cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Khi sự nghiệp thăng hoa, công việc bận rộn có thể khiến quý vị bỏ bê sức khỏe của mình. Hãy duy trì chế độ làm việc hợp lý, kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ để bảo toàn sức lực cho những dự định sắp tới. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Cuối cùng, chúng ta đến với tháng 12 âm lịch, thời điểm mà mọi nỗ lực trong năm 2024 sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là tháng để quý vị chuẩn bị cho một mùa Tết rộn ràng và đầy đủ, tài lộc dồi dào. Quý vị sẽ có một mùa Tết sung túc, đầm ấm bên cạnh gia đình và con cháu. Những thành quả từ các dự án kinh doanh, đầu tư sẽ mang lại cho quý vị niềm vui lớn và đây cũng là thời gian để tận hưởng những gì đã đạt được trong suốt năm qua. Tháng 12 âm lịch cũng là tháng mà gia đạo của quý vị sẽ rất hòa thuận và yên bình. Đây là lúc mà mọi thành viên trong gia đình cùng quây quần, chia sẻ niềm vui, những khó khăn và bất đồng trước đây sẽ tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc và sự an lành. Con cháu đạt được nhiều thành tựu khiến gia đình thêm phần tự hào. Hãy dành thời gian này để tận hưởng sự bình yên sau một năm làm việc vất vả. Chăm sóc bản thân và người thân, đây cũng là cơ hội để quý vị nạp lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần để đón chào một năm mới đầy thịnh vượng. Nhìn chung, các tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Dần 1974 đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp và tài lộc. Hãy nắm bắt thời cơ, tận dụng vận may để đạt được những thành công vượt bậc và chuẩn bị cho một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc và tài lộc. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Thưa quý vị khán giả, khi bước vào những tháng cuối năm 2024, dù vận may và tài lộc có sự khởi sắc, không thể phủ nhận rằng tuổi Giáp Dần 1974 vẫn có thể gặp phải một số khó khăn hay vận hạn bất ngờ. Tuy nhiên,
Không có gì đáng lo ngại nếu quý vị biết cách hóa giải giận hạn một cách hiệu quả. Dưới đây là những phương pháp và lời khuyên giúp quý vị giữ vững tinh thần, vượt qua mọi thử thách và tiếp tục đón nhận tài lộc trong những tháng cuối năm. Giữ tâm an lành và bình tĩnh trước mọi tình huống. Điều đầu tiên và quan trọng nhất để hóa giải giận hạn chính là giữ cho tâm hồn được an lành và thanh thản. Bản tính của người tuổi Giáp Dần là mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đôi khi điều này cũng dẫn đến sự căng thẳng và áp lực không cần thiết. Những căng thẳng này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình. Vì vậy, quý vị cần học cách kiểm soát cảm xúc, giữ cho tâm trí luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khi đối diện với những khó khăn trong công việc hay cuộc sống, thay vì nóng vội, hãy bình tĩnh suy xét thấu đáo mọi mặt, tìm ra hướng đi tốt nhất. Quý vị cũng có thể thực hành thiền định hoặc yoga để tĩnh tâm, giúp cơ thể và tinh thần luôn được cân bằng. Điều này không chỉ giúp quý vị vượt qua giận hạn mà còn tạo ra sự an lành từ sâu bên trong. Làm nhiều việc thiện để tăng phúc đức. Một trong những cách hóa giải giận hạn được truyền lại từ cổ nhân là tích phúc đức thông qua làm việc thiện. Quý vị có thể dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác hoặc đơn giản là thực hiện những việc làm nhỏ như giúp đỡ hàng xóm hoặc lắng nghe người thân khi họ cần chia sẻ. Những hành động thiện nguyện không chỉ giúp cải thiện vận thế mà còn giúp quý vị tích tụ phúc đức cho bản thân và gia đình. Khi phúc đức đủ đầy, những giận hạn cũng sẽ dần biến mất và may mắn sẽ tự khắc đến với quý vị. Đặc biệt, tuổi Giáp Dần vốn có tấm lòng rộng lượng nên việc làm việc thiện cũng sẽ giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc và an yên hơn trong tâm hồn. Chăm sóc sức khỏe bản thân. Bên cạnh việc giữ tinh thần thoải mái, quý vị cũng cần chăm sóc sức khỏe thể chất trong những tháng cuối năm khi công việc và các hoạt động xã hội gia tăng. Cơ thể dễ bị suy yếu nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng. Vì vậy, điều quan trọng là quý vị phải duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dưỡng chất và luyện tập thể thao thường xuyên. Quý vị nên chú ý chế độ ăn uống cân đối, giảm bớt thực phẩm nhiều dầu mỡ và tăng cường các loại rau xanh, trái cây để giữ gìn sức khỏe đường tiêu hóa. Đồng thời, việc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay đạp xe sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng, từ đó nâng cao sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, quý vị cần chú ý đến hệ xương khớp và tim mạch, vì đây là những khu vực dễ bị tổn thương khi làm việc quá sức hoặc căng thẳng kéo dài. Tránh xung đột không cần thiết trong gia đình. Gia đình là nền tảng quan trọng đối với người tuổi Giáp Dần, nhưng đôi khi sự căng thẳng trong công việc có thể ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình. Để hóa giải những giận hạn trong cuộc sống, quý vị cần giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình, tránh những xung đột không cần thiết. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì gay gắt, hãy tìm cách lắng nghe và chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Thấu hiểu là chìa khóa giúp mọi người gần gũi hơn và giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Khi gia đình hạnh phúc, tâm lý của quý vị cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và đây chính là cách tốt nhất để xua tan mọi xui xẻo. Sử dụng vật phẩm phong thủy để củng cố vận may. Phong thủy là một lĩnh vực quan trọng giúp người tuổi Giáp Dần tăng cường vận may và hóa giải những điều không may mắn. Để củng cố vận thế trong những tháng cuối năm 2024, quý vị có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như dòng đá phong thủy hoặc các biểu tượng may mắn. Một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến là dòng đá mắt hổ. Loại đá này có tác dụng bảo vệ người đeo khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại sự bình an và may mắn. Bên cạnh đó, các biểu tượng Phật Di Lặc hay Tỳ Hưu cũng là những lựa chọn tốt để quý vị đặt trong nhà hoặc mang theo bên mình nhằm thu hút tài lộc và hóa giải xui xẻo. Quý vị cũng có thể đặt những cây cảnh phong thủy trong nhà như cây kim tiền hoặc cây lưỡi hổ. Những loại cây này không chỉ mang lại sinh khí tươi mới mà còn giúp gia tăng vận may, hút tài lộc, tạo môi trường sống tốt hơn cho gia đình. Kết nối với tâm linh, cầu bình an. Cuối cùng, để hóa giải giận hạn một cách hiệu quả, quý vị có thể tìm đến những nghi lễ tâm linh để cầu an, đi chùa, thắp hương và cầu xin ơn trên phù hộ. Bảo vệ gia đình và bản thân khỏi những điều không may mắn cũng là một cách hay để gia tăng niềm tin và sức mạnh tinh thần. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể thực hiện các nghi thức cúng dường hoặc tạm ơn để bày tỏ lòng thành kính. Điều này sẽ giúp quý vị an tâm và cảm thấy được che chở trước mọi thử thách trong cuộc sống. Nhìn chung, để hóa giải giận hạn cuối năm 2024, tuổi Giáp Dần cần kết hợp giữa tâm lý tích cực, hành động thiện lành và sử dụng phong thủy. Hãy giữ cho tinh thần bình an, chăm sóc sức khỏe và đừng quên rằng
Sự hòa thuận trong gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn. Lời dạy của cổ nhân về sự an vui tuổi già. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, những lời dạy của cổ nhân về cuộc sống luôn chứa đựng những triết lý sâu sắc và đầy ý nghĩa. Đặc biệt là khi chúng ta bước vào giai đoạn tuổi già, cổ nhân thường nói tuổi già là thời điểm để nghỉ ngơi, để tĩnh lặng và tìm sự an vui trong những điều giản dị của cuộc sống. Đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải buông bỏ những lo toan về vật chất và tập trung vào việc nuôi dưỡng tinh thần. Đối với người tuổi Giáp Dần 1974, quý vị đã trải qua nhiều năm tháng phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng sự nghiệp, tạo dựng tài sản và chăm lo cho gia đình. Giờ đây, khi tuổi tác đã thêm cao, điều mà cổ nhân muốn khuyên nhủ quý vị chính là hãy giảm bớt nhịp sống, sống chậm lại để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Tâm hồn thanh thản là chìa khóa cho tuổi già hạnh phúc. Điều đầu tiên mà cổ nhân luôn nhấn mạnh là giữ cho tâm hồn thanh thản. Bởi vì khi lòng an yên, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tuổi Giáp Dần vốn có tinh thần mạnh mẽ, luôn thích kiểm soát và đối diện với thách thức. Nhưng khi bước vào tuổi già, buông bỏ những áp lực và giảm bớt kỳ vọng về cuộc sống sẽ mang lại cho quý vị sự thanh thản. Quý vị không cần phải chạy theo những mục tiêu vật chất nữa, bởi tài sản quý giá nhất ở tuổi này không phải là tiền bạc, mà là sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Hãy để cho trái tim được nghỉ ngơi, không còn bị gánh nặng bởi những lo lắng hay căng thẳng của cuộc sống. Thay vào đó, hãy dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và gia đình, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị. Cổ nhân dạy rằng, tuổi già là giai đoạn mà sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu, không gì quan trọng hơn việc chăm sóc cơ thể, vì chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần mới có thể an vui. Hãy dành thời gian để tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc tham gia các hoạt động thể dục phù hợp với tuổi tác. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống, duy trì sự cân bằng trong dinh dưỡng và luôn giữ cho tinh thần thoải mái, tránh xa căng thẳng không cần thiết. Cổ nhân luôn khuyên chúng ta rằng, tuổi già không cần vội vàng, hãy để cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên. Những niềm vui giản dị như việc chăm sóc khu vườn nhỏ, nuôi thú cưng hoặc đơn giản là ngồi bên con cháu và kể lại những câu chuyện thời xưa cũng đủ để mang lại hạnh phúc sâu sắc. Sự gắn kết với gia đình, những bữa cơm quây quần bên nhau là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp quý vị giữ vững sự an lành trong cuộc sống. Tìm niềm vui trong sự gắn kết gia đình. Đối với người tuổi Giáp Dần, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời. Cổ nhân thường dạy, gia đình hòa thuận, mọi sự bình an khi bước vào tuổi già. Điều quan trọng nhất là quý vị có thể nhìn thấy con cháu trưởng thành, sống hạnh phúc và thành công. Hãy tìm niềm vui trong việc chia sẻ yêu thương và truyền dạy kinh nghiệm cho thế hệ sau. Khi quý vị tận hưởng niềm vui từ những thành quả của gia đình, mọi lo toan khác sẽ trở nên nhỏ bé và không còn quá quan trọng nữa. Gia đình hạnh phúc là nền tảng để tâm hồn thanh thản, và đó là món quà vô giá mà quý vị có thể đón nhận khi tuổi già đến. Ngoài ra, hãy dành thời gian chia sẻ với con cháu về những bài học cuộc sống mà quý vị đã trải qua. Những lời khuyên của người lớn tuổi sẽ là bài học quý giá cho thế hệ sau, đồng thời mang lại cho quý vị niềm vui khi thấy họ tiếp thu và áp dụng trong cuộc sống. Buông bỏ những âu lo và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn. Cổ nhân dạy rằng, tuổi già không phải là lúc để tiếp tục lo toan hay theo đuổi những điều không còn quan trọng. Thay vào đó, hãy buông bỏ những gì không còn phục vụ cho cuộc sống của quý vị. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là từ bỏ, mà là chấp nhận những gì đã qua và sống với tinh thần tự tại. Những âu lo về công việc, tài chính và xã hội nên được đặt xuống. Điều quý vị cần làm là tận hưởng hiện tại, sống cho những giây phút bình yên và giản dị. Buông xả những điều khiến tâm trí mệt mỏi, quý vị sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn và tinh thần thư thái hơn bao giờ hết. Tài sản quý giá nhất là thời gian và tình yêu thương. Cuối cùng, cổ nhân luôn nhấn mạnh rằng, ở tuổi già, tài sản quý giá nhất không còn là của cải vật chất, mà chính là thời gian và tình yêu thương mà quý vị dành cho bản thân và những người xung quanh. Thời gian là vô giá, và khi bước vào tuổi già, mỗi khoảnh khắc bên gia đình và những người thân yêu đều là những kho báu vô giá. Hãy dành thời gian để tận hưởng những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, từ một bữa cơm gia đình đầm ấm đến những cuộc trò chuyện thân mật với bạn bè cũ. Những kỷ niệm và những mối quan hệ quý báu sẽ là nguồn an ủi và niềm vui, giúp quý vị vượt qua tuổi già một cách bình an và hạnh phúc. Nhìn chung, tuổi già không phải là giai đoạn để lo toan hay căng thẳng,
Hãy sống chậm lại, buông bỏ những áp lực và tìm kiếm sự an vui trong những điều giản dị nhất. Tâm hồn thanh thản, sức khỏe vững vàng và tình yêu thương gia đình chính là chìa khóa giúp quý vị có một tuổi già viên mãn và đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã cùng nhau khám phá, tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 từ nay đến Tết 2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến chuyển tích cực. Với sự bùng nổ về tài lộc, gia đình hòa thuận và sức khỏe ổn định, đây là giai đoạn quý vị có thể tận hưởng những thành quả sau bao nhiêu năm tháng cố gắng. Hãy xem đây là thời điểm vàng để chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy may mắn, một cái Tết viên mãn bên gia đình và những người thân yêu. Những thay đổi sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, hãy biết cách nắm bắt và đón nhận chúng bằng một tinh thần lạc quan và tâm thế sẵn sàng. Tài lộc sẽ đến, nhưng sự bình an và hạnh phúc trong gia đạo mới chính là nền tảng để quý vị bước vào năm 2025 một cách mạnh mẽ, đầy tự tin. Và đừng quên, để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin tử vi bổ ích nào cho trong tương lai, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi ngay hôm nay. Chúng tôi luôn ở đây để đồng hành cùng quý vị, mang đến những dự đoán chi tiết và sâu sắc về vận mệnh, giúp quý vị sống an vui, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và đầy tài lộc. Hãy chuẩn bị đón chào một năm mới với niềm tin và hy vọng. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Minh Đường Tử Vi.